kỷ luật cá nhân nghiêm khắc. Ra kế hoạch rồi, nhiều người hăng hái lắm, ra kế hoạch dậy sớm, ra kế hoạch hành động, rồi tập thể dục, ra kế hoạch ăn kiêng, lên kế hoạch kiếm tiền, lên kế hoạch đổi công việc, lên kế hoạch đi học. Tất cả các kế hoạch suốt đời chỉ là ý định mà thôi, bởi vì chưa bao giờ cắn một miếng bánh thứ hai. Đó là kỷ luật cá nhân nghiêm khắc. Ở đời này khó với người khác thì dễ, khó với bản thân mình là khó. Nhưng nếu như ai sinh ra chỉ thích làm việc khó thì đứng vào 5% của những người xuất sắc. Còn ai sinh ra chỉ thích làm việc an nhàn, không dám đối mặt với việc khó thì đứng vào gì ạ? 95% của người phình phường. Ninh là người có kỷ luật cá nhân cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình. Để mình sống ở cuộc đời này đầy rẫy những cám dỗ thì mình phải cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình. Mình phải biết mình ăn được cái gì và cái gì không thể ăn được. Mình phải biết kiếm tiền ở đâu và ở đâu không thể kiếm tiền được. Và mình phải biết chơi với ai và không thể chơi với ai được. Mình phải biết bản thân mình phải hành động gì và quyết tâm không hành động gì. Nếu như mình muốn là người quyết đoán thì phải đấm vỡ mặt, một hồi đấm liên tục vỡ tan mặt, hạ knock out, thần trì hoãn và trì trệ. Đó chính là những thứ cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Nghiêm khắc với bản thân là biết thưởng cho bản thân, biết phạt bản thân, biết động viên bản thân đứng trước gương, biết yêu bản thân mình, biết khen mình, biết tán dương mình và biết nghiêm túc phê bình mình để rút kinh nghiệm để ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Và đừng bao giờ sống để ngày mai vẫn thế. Đấy chính là kỷ luật cá nhân nghiêm khắc. Kỷ luật cá nhân nghiêm khắc là sự tự giác, đó là nguyện áp mà mọi người cần phải rèn rũa cái tố chất tuyệt vời này. Và đây chính là tố chất mà lãnh đạo muốn làm gương. Trong gia đình, bố mẹ muốn làm gương, muốn lãnh đạo thì bố mẹ nói là phải làm phải làm bằng được, không đổ lỗi. Đấy chính là gì ạ? 3.2. Ở Ninh thì ở nhà trước cửa viết một dòng chữ rất to là vạn sự là tại mình, chứ không phải vạn sự là tùy duyên. Vạn sự là tại mình, cho nên mọi thứ, mình muốn kiểm soát được mọi thứ xung quanh ở cuộc đời mình, ở hiện tại và tương lai, thì mình phải biết rằng chỉ có nỗ lực của bản thân mình, chỉ có nghiêm khắc với bản thân mình mới có được thứ mình muốn.